Xin kính chào các anh chị. Amis Kế Toán đã đáp ứng tính năng tìm kiếm chứng từ nâng cao theo nhiều điều kiện, giúp các anh chị có thể tìm kiếm chứng từ chỉ trong tích tắc. Trước đây, để tìm kiếm chứng từ, anh chị phải vào các báo cáo liên quan để tìm chi tiết các nghiệp vụ phát sinh. Ví dụ như để tìm các phát sinh hạch toán liên quan đến một đối tượng, anh chị phải vào sổ nhật ký chung để tra cứu. Để tìm phát sinh của vật tư trong kỳ thì anh chị phải xem sổ chi tiết vật tư hàng hóa, sổ chi tiết bán hàng. Giờ đây, với tính năng tìm kiếm chứng từ nâng cao, anh chị có thể thực hiện thiết lập các tiêu chí tìm kiếm để phần mềm tự động tìm kiếm chứng từ một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi hơn rất nhiều. Cụ thể như sau, anh chị chỉ cần lựa chọn chức năng tìm kiếm chứng từ nâng cao trên thanh tìm kiếm của chương trình. Khi đó, tại giao diện tìm kiếm chứng từ, anh chị có thể tìm kiếm theo chứng từ ghi sổ, chưa ghi sổ hoặc tìm theo tất cả các chứng từ. Sau đó, anh chị thiết lập các điều kiện tìm kiếm. Ví dụ như tìm các phát sinh của khách hàng là công ty Nhân Hòa trong khoảng thời gian tháng 11 thì anh chị thực hiện như sau. Đầu tiên anh chị lựa chọn tìm theo ngày chứng từ với khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 trở đi. Sau đó anh chị lựa chọn đối tượng là công ty Nhân Hòa. Chương trình sẽ tự động tìm kiếm các chứng từ thỏa mãn điều kiện mà anh chị đã thiết lập và trả về kết quả ngay lập tức. Anh chị cũng có thể xuất kết quả tìm kiếm ra file Excel để phục vụ làm các báo cáo quản trị theo nhu cầu. Như vậy, tính năng tìm kiếm chứng từ nâng cao sẽ giúp các anh chị tìm kiếm chứng từ một cách nhanh chóng, dễ dàng mà vẫn đảm bảo tính chính xác. Vậy các anh chị hãy ngay lập tức trải nghiệm tính năng này trên Amis Kế Toán nhé! Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công!